Chương 8. Khi thiên sứ mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng chừng nửa giờ, tôi thấy bảy vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và có người trao cho bảy ống lo. Đoạn một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào, rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động. Bảy vị thiên sứ cầm bảy ống lo bèn sửa soạn thổi. Vị thứ nhất thổi lo, thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. Một phần ba đất bị cháy, một phần ba loài cây bị cháy, và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Vị thiên sứ thứ nhì thổi lo, bèn có một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. Một phần ba biển biến ra huyết, một phần ba sinh vật trong biển chết hết, một phần ba tàu bè cũng bị hủy hết. Vị thiên sứ thứ ba thổi lo, thì một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc. Ngôi sao ấy rơi vào một phần ba các sông lớn và các suối nước. Tên ngôi sao đó là Ngải Cứu. Một phần ba nước biến ra như mùi ngải cứu và làm chết mất nhiều người ta vì đã biến thành ra đắng. Vị thiên sứ thứ tư thổi lo, thì một phần ba mặt trời bị hại, một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao cũng vậy. Hầu cho một phần ba các vì sáng ấy đều bị tối tăm, và hầu cho ban ngày mất một phần ba sáng, và ban đêm cũng vậy. Bây giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời, kêu tiếng lớn rằng, khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất, vì cớ tiếng lo mà ba vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa.